hội thánh cùng đứng lên, chúng ta đọc Kinh Thánh đối đáp với nhau ở Thi Thiên đoạn 33. We are going to read Psalm chapter 23. Tôi xin đọc câu trước và xin hội thánh cùng đọc câu kế tiếp. Hỡi người công bình, hãy vui vẻ nơi Đức Giê-hô-va. Sự ngợi khen Ngài đáng cho người ngay thẳng. Thả hát cho Ngài một bài ca mới và khéo gảy nhạc khí với tiếng vui mừng. Ngài chuộng sự công bình và sự chánh trực. Đất đầy dậy sự nhân từ của Đức Giê-hô-va. Vì Ngài phán thì việc liền có, Ngài biểu thì vật bèn đứng vững bền. Linh hồn chúng tôi trong đời Đức Giê-hô-va, Ngài là sự tiếp trợ và là cái khiên của chúng tôi. Lòng chúng tôi sẽ vui lại đến Ngài, vì chúng tôi đã được học từ Ngài nơi danh thánh của Ngài. Hỡi Đức Giê-hô-va, nguyện sự nhân từ Ngài giáng trên chúng tôi, y theo chúng tôi đã trông đợi. Xin hội thánh ăn.